Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm video lớp Linne. Thì hôm nay thì mới ra bạn nha. Chưa được qua màn này bạn nha, thì mình cảm thấy là màn này khó lắm. Bình thường là tiếp tục ở cái này Oh.
vừa về xong rồi nó rơi rồi. Này nó không chấp nhận được. Rồi bị nó hơi từ lâu hết rồi. Rồi ui. Để mình sẽ xem xong tiền. À. Ôi giời. Cả người đến cây thế này đúng rồi. Mình đã qua được màn 13 rồi. Mình cứ cứ gì là cho sáng tạo chút. Chỉ với một nhát dễ là ok. Cái gì lại không phải một cái gì. Cái gì lại cố gắng. No. Ôi. Mẹ ơi, sao cứ hết đi.
Mình đã hết sạch tiền là mình đã dùng rồi. Ôi càng ngày nó càng khó mà mình chơi mãi chẳng qua đi. Đấy trời ơi. Để tôi thử cái này để cảm nhận của mình là nó cứ khó. Xong rồi ạ. Này gầy lắm lắm. Mình chưa vẽ các bạn nhá, tại vì mong các thông cảm cho đường ngoài này là mình đang mưa. Không cả đoạn đó. 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 Ok, vẽ phát mồ vậy này. Mình sẽ phải tạm dừng clip ở đây. Thì màn này mình sẽ phần sau mình sẽ làm cho các bạn xem. Tại vì màn này rất là khó. Thì mình chào tất cả các bạn nha.